Bà nó sẽ đầy ở phục mạng bóng phá ôn. Hay thằng anh đi. Nhóm bàn mình lên bấy. Rồi bàn chụp. Nó vừa chọn anh. Không mà là thằng nạn không. Hãy chọn lặng nén. Hãy cầm trong vinh. Ta lơ đá nè. Còn sát nè. Hãy phết nó cứ phết dương đã à thân nạ. Rồi bà cần lại lộ đầu rồi xì. Hay bà phê vô trong ai này dương ai bà bàn trả đó nè. Dương mình tha vô tụi rồi vô thông ấy dương bà bàn đồn tự khăn nè. Vô ai cái đó ai ta chọn ánh. Cứ dương có ở viên miên bà sát tập hiếp. Đôi đôi khăn tê ạc miên khó khăn nè. Bàn tay của nó vô khắc viên bà sát đại đôi chì vô đồ con. Vô prê nhé nè cứ vô cầm rõ. Vô trầy nè vô bút. Vô thằng nào trầy nè vô cầm rõ nè. Nên chẳng vô nó cứ bị sát đại. Còn tại vô trong ai nó cứ dừng tôi thông ấy có miền bật sật thì còn tại thả của tôi dừng ai đặt tạm luôn ban thôi chỉ bật tàu xài cò ban như thế nó hay về bật thật đầm lầy với ai ta vô dừng tôi cứ sạt nắng cứ đầm lầy thay chiêng vô thông cứ quân phép đặt bàn tay nơi cái này rồi xì đi nè lộ đầu hay nơi tè nơi ăn lại những gì nè bạn hai bật hết vô trong ai đi. Vì chỉ than thò một chiếc muối nhưng ai phá bàn tròn sẵn thán nè khăn ông chùm nứa đôn ta dưới gọt phá vò trong ai nâng cư chia sẻ má cà phía tè chúng ta cứ cà phía khăn ông lần ngất miền cổ ba miền ấy nhân tư lấy khăn ông nâng hay khăn ông sắc dần kìm có kì phá đá bàn tay phá vò tút đã tạm khuôn ấy bạn á, bộ thông thông nhưng dần do mấy tìm của bạn á. Hay bật kháng sân này nè, dự ra kháng sân này với những kháng sân này lộ đầu kháng ấy như thế nè, bật nhóm có vẹn này, bộ trong ấy nó cứ mình sẽ tập hiệp, mình ấy như thế tạm ca chưa, mình chẳng nưa riêng khuôn như thế. Mình bảo mát, mình ấy xạ, mình ấy thế nè. Bộ bộ chứa là chứa tầy là hay là quá. Thổ xạ sật nó cứ mình bật cái để xạ ấy thế. Tập tái mua in vào vật trong cà phê như thế này, vật thiết vô trong ai nó cứ dùng phê miền phải gió chấm bùn nè, đem miền chấm nứa hay ớt phải gió chấm bùn nè, miền chấm nứa, nè miền chấm nứa cái mình chưa thể như thế, còn tại nó ok nè, dùng nè chưa dùng cái robot bán nó để sóc bán thì chấm ra hơn như thế, dùng miền muối còn đặt tạ tia đặt lại đồ rô tí vì hồng phẩy, hai thằng này nick nhom mua lên phẩy và bán chuột. Thế bộ em bố. Ai khi nhóm khán đã lên bài dư hay có khán phóng nó video đây. Thế thế này khi nhóm bàn chụp hay có bàn khởi nhuận có bàn chí liệt thoát là mấy chạy chùn bộ mày bóng phá ôn tết sản nàm. Hay khi nhóm ọt thoát bế bán thì khi nhóm khí là bố vô thông nhé nhóm giọt đã tiệc luôn ai nhé. Thế nhóm ọt miền thái thoát về cặp tới cày mà phụng chiều cứ ở tiền vò sạt đấy giờ tục tặng lại lô xì lỗ đầu chẳng ở côn là bông phụng để bàn tạm đang thiết thân là video này nè ở côn tràn trong điểm lìa.